Ung phì đại tuyến tiền liệt thì gây ra có nhiều biến chứng. Đầu tiên là chúng ta thấy nó gây ra bất tiện về trong sinh hoạt, ví dụ như là đi tiểu nhiều lần, đi tiểu khó hoặc là xón tiểu, hoặc là nhất là những triệu chứng là bị ban đêm chúng ta phải dậy nhiều lần để đi tiểu, thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến giấc ngủ và ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của người bệnh. Ung phì đại tuyến tiền liệt thì có những phương pháp nào điều trị? Đầu tiên là với những bệnh nhân mà chúng ta đã chẩn đoán là u phì đại tuyến tiền liệt rồi thì chúng ta đầu tiên là chúng ta điều trị nội khoa. Có nhiều những cái phương pháp điều trị nội khoa bằng đông y, bằng phương pháp điều trị bằng thuốc. Đông y hiện nay thì chúng ta có thấy là có những cái thuốc mà có mang lại các tác dụng cũng mang lại các tác dụng khả quan. Và nội khoa thì cũng ra ban đầu thì giai đoạn đầu chúng ta cũng điều trị bằng nội khoa bằng nhiều những cái thuốc, trong đó những cái thuốc mà trẻ kênh canxi chạy beta, ví dụ như những cái thuốc mà làm ức chế làm giãn cái cổ bàng quang, ví dụ như là sulfutasone chẳng hạn. Thế thì những cái thuốc đấy làm những cái tác dụng là vừa làm giãn cơ cổ bàng quang, bệnh nhân là đi tiểu dễ. Có những cái thuốc thì có tác dụng là vừa làm giãn cơ cổ bàng quang và làm giảm cái kích thước của tuyến tiền liệt. Tuy nhiên rằng thuốc thì cũng có cái tính chất hai mặt, có một số thuốc thì ảnh hưởng đến cái chức năng sinh hoạt tình dục. Khi mà chúng ta dùng thì nó sẽ giảm cái lượng hormone của tuyến tiền liệt, hormone, và nó gây ra suy giảm, vừa giảm kích thước nhưng mà cũng làm cái suy giảm ham muốn của tình dục. Thì đây là những cái tác dụng phụ của thuốc. Ngoài ra những cái phương pháp điều trị nội khoa thì ta cũng có những cái phương pháp của ngoại khoa. Cái chỉ định can thiệp ngoại khoa hiện nay thì nó chặt chẽ hơn và chi tiết hơn. Chỉ khi nào mà chúng ta điều trị nội khoa thất bại thì chúng ta mới can thiệp đến ngoại khoa. Những cái chỉ định mà can thiệp của ngoại khoa là khi mà cái u phì đại tuyến tiền liệt mà điều trị nội khoa thất bại. Thứ hai nữa là có sỏi bàng quang, hoặc là ví dụ như là bệnh nhân mà bí đái cấp tính, hoặc là gây ra u phì đại tuyến tiền liệt mà gây ra đái máu, hoặc là u phì đại tuyến tiền liệt mà tồn dư nước tiểu nhiều ở trong bàng quang gây ra nhiễm trùng tiết niệu tái đi tái lại nhiều lần, hoặc là những trường hợp mà u phì đại tuyến tiền liệt mà gây ra túi thừa bàng quang, sỏi bàng quang, thì đấy là những nguyên nhân mà cần thiết về phẫu thuật. Hiện tại thì có nhiều những cái phương pháp mà để điều trị về phẫu thuật cái u phì đại tuyến tiền liệt. Trước đây thì chúng ta thường là can thiệp phẫu thuật bằng cái mổ mở, đi theo cái đường mổ ở vùng giữa và dưới rốn. Hiện tại thì ít can thiệp bằng phẫu thuật mổ mở cái u phì đại tuyến tiền liệt. Còn phương pháp nữa là phương pháp nội soi cắt tuyến tiền liệt bằng dao lưỡng cực. Và phương pháp nội soi cắt tuyến tiền liệt hiện tại thì rất nhiều bệnh viện thì đã áp dụng phương pháp nội soi cắt tuyến tiền liệt bằng dao lưỡng cực. Thì đây là những phương pháp mà có nhiều những ưu điểm là bệnh nhân cái thời gian cái tổn thương ở mô nó sẽ bỏng ở mô, nó độ tổn thương sâu nó sẽ ít những cái tổn thương sâu hơn, làm cái lành những cái thương nó nhanh hơn, cái thời gian nằm viện nó ngắn hơn. Phương pháp này cũng có cái nhược điểm là cái thời gian nó chỉ áp dụng cho với những cái phương với u phì đại tuyến tiền liệt mà kích thước nó nhỏ, thế và cái thời gian nó là cái thời gian làm thì lâu hơn. Còn cái phương pháp mà home lab thì cái thời gian phẫu thuật nó có giúp cho là ở đây là cái phương pháp mà dùng cái tia laser nó bóc nhân cái tuyến tiền liệt bằng tia laser thì giúp cho cái có thể can thiệp được với những cái u phì đại tuyến tiền liệt mà kích thước lớn và cái làm cho ít cái thời gian, ít cái chảy máu và giúp cho bệnh nhân cái thời gian nằm viện thì ngắn hơn, thế và ít đau hơn, thời gian mà phải lưu sông tiểu nó ngắn hơn, tức là bệnh nhân thoải mái hơn và cái chi phí điều trị thì cũng thấp hơn những cái phương pháp mà điều trị bằng laser khác. Một cái ưu điểm nữa của cái phương pháp làm home lab là nó ít ảnh hưởng đến cái chức năng và sinh hoạt tình dục cho bệnh nhân hơn. Hiện tại thì tại VMAX thì chúng tôi đang phẫu thuật cái u phì đại tuyến tiền liệt mà bằng laser theo phương pháp home lab cho bệnh nhân.
Với phương pháp này thì chúng tôi đã sử dụng cho hơn 100 bệnh nhân với mang lại kết quả rất tốt. Và cái thời gian bệnh thứ nhất là rất là ít chảy máu. Thời gian bệnh nhân nằm viện thì ngắn, trung bình là từ 2 đến 3 ngày. Thế và thời gian lưu sông thì khoảng từ có bệnh nhân từ 1 cho đến 2 ngày chúng tôi đã tháo sông rồi. Cho nên là bệnh nhân cái thời gian và bệnh nhân cảm thấy rất thoải mái hơn. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ u phổi đại tuyến tiền liệt thì chúng ta rất là lưu ý phải theo dõi cái sông tiểu, nước truyền vào, nước truyền rửa của cái bàng quang. Với những cái phương pháp mà mổ mà móc bằng dao cắt đốt u phổi đại tuyến tiền liệt bằng dao đơn cực hoặc lưỡng cực thì cái nguy cơ nó chảy máu nhiều hơn, cho nên là phải thường xuyên cái lượng nước vào và lượng nước ra chúng ta phải thường xuyên theo dõi và để duy trì cái truyền rửa bằng quang liên tục trong khoảng 24 giờ. Khi mà có những cái dấu hiệu tắc sông thì chúng ta phải bơm rửa, thậm chí là chúng ta phải dùng thuốc cầm máu, rồi là nếu mà có các trường hợp tắc sông nguy hiểm thì chúng ta phải nội soi và lấy máu cục. Những cái bệnh nhân mổ u phổi đại tuyến tiền liệt này thì chúng ta cũng phải cần cái kháng sinh để điều trị trong cái thời gian mà lưu sông. Chúng ta cũng phải hướng dẫn cho bệnh nhân những biến chứng sau phẫu thuật, có để phát hiện sớm những biến chứng sau phẫu thuật. Ví dụ như là những bệnh nhân sau phẫu thuật u phổi đại tuyến tiền liệt thì thường là những bệnh nhân mà tuổi cao rồi có thèm kèm theo những cái bệnh kết hợp. Ví dụ như là cao huyết áp, tiểu đường thì chúng ta cái nguy cơ mà bệnh huyết khối tĩnh mạch thì là rất là cao. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý những cái trường hợp mà này bằng cái cho chúng ta phải cho bệnh nhân vận động sớm, rồi là đeo băng, đeo tất áp lực, thế rồi và chúng ta phải dùng những cái thuốc mà chống đông để mà phòng chống cái bệnh mà huyết khối tĩnh mạch trong cái thời gian nằm viện. Sau mổ thì có một số những cái bệnh nhân có những cái triệu chứng mà cái rối loạn về tiểu tiện, ví dụ như là tiểu gấp hoặc là cái xón tiểu, thì chúng ta phải làm hướng dẫn bệnh nhân có những cái bài tập để mà tránh những cái tai biến này. Thông thường những cái dấu hiệu như thế này thì chúng ta sẽ hồi phục trong vòng từ một cho đến vài tuần. Thì những cái triệu chứng mà rối loạn về cái tiểu tiện này nó sẽ hết và bệnh nhân sẽ dần dần bình phục như bình thường. Sau khi phẫu thuật u phổi đại tuyến tiền liệt thì bạn nên ăn những cái thức ăn lỏng dễ tiêu, tránh táo bón. Bởi vì nếu mà chúng ta táo bón này thì chúng ta sẽ đi phân táo là sẽ dễ gãy mà gây ra cái tiểu máu. Một thêm nữa là rất là lưu ý là với những cái bệnh nhân mà sau phẫu thuật như thế này thì chúng ta nên hạn chế đi xe đạp hoặc là ngồi lên những cái vật cứng, hoặc là đi xe đạp. Bởi vì đi xe đạp hoặc là ngồi lên những cái vật cứng nó tì đè lên đúng vào cái vùng mổ của chúng ta, nó sẽ làm cho cái lành vết thương khó hơn. Thế và một trong những cái rất là quan trọng đó là chúng ta phải uống nhiều nước, bởi vì chúng ta sẽ giúp cho chúng ta sẽ đi tiểu nhiều hơn, giúp cho sẽ đỡ cái tình trạng ứ đọng nước tiểu trong bàng quang, đỡ cái tình trạng nhiễm trùng cho bệnh nhân. Và lưu ý là chúng ta nên quay lại khám để tái khám trong thời gian sau phẫu thuật, khoảng được từ một tuần thì chúng ta quay lại tái khám và bác sĩ phẫu thuật. Chúc bạn là sau cái phẫu thuật và bạn sẽ nhanh hòa nhập với cuộc, nhanh quay lại với cuộc sống bình thường và không nghĩ rằng là mình còn một cái bệnh ở trong người mà lúc nào mình cũng phải gây ra nửa đêm hoặc là mình phải đi thức dậy nhiều lần để đi tiểu tiện nhiều cái đêm nữa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.